Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Đã bắt được nghi phạm sát hại hai vợ chồng ông bà lão ở tỉnh Thanh Hóa. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ và bắt giữ Vũ Tiến Long, sinh năm 1998, ở thôn Đà Sơn, xã Bắc Hà, huyện Bắc Trung, tỉnh Thanh Hóa. Nghi phạm gây ra vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Bắc Hà, huyện Hà Trung vào sáng ngày 7 tháng 10 vừa qua. Ngày 11 tháng 10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau 48 giờ khẩn trương, quyết liệt điều tra xác minh, đến 11 giờ ngày 9 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Vũ Tiến Long, sinh năm 1998, ở thôn Đà Sơn, xã Bắc Hà, huyện Hà Trung. Nghi phạm đã gây ra vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hà Bắc, huyện Hà Trung vào sáng ngày 7 tháng 10. Trước đó, khoảng 6 giờ ngày 7 tháng 10, Công an huyện Hà Trung nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện ông Tống Duy N, sinh năm 1950, và vợ là bà Cù Thị Ca, sinh năm 1953, cùng ở thôn Đà Sơn, xã Hà Bắc, huyện Hà Trung, chết tại khu vực sân trước nhà với nhiều vết thương trên cơ thể. Tài sản trong nhà có dấu hiệu bị lục soát. Kết quả điều tra ban đầu xác định ông N bị 18 vết trên người, bà Ca 25 vết trên người. Trong đó có nhiều vết và các vị trí hiểm yếu như tim, phổi, thận xung quanh. Thi thể hai nạn nhân có nhiều vũng máu. Tài sản trong nhà có dấu hiệu bị lục soát. Hiện trường vụ án xảy ra tại khu vực khu dân cư thưa thớt, ít người qua lại, có nhiều nhà bị bỏ hoang. Địa bàn xã Hà Bắc có nhiều thanh niên đi làm ăn xa quê, nhiều gia đình chỉ có hai vợ chồng lớn tuổi sinh sống. Thời gian gây án là vào lúc rạng sáng, vân vân. Sau 48 giờ khẩn trương tích cực điều tra truy xét, ra soát xác minh hàng trăm đối tượng hình sự trên địa bàn, đến khoảng 11 giờ ngày 9 tháng 10, ban chuyên án đã bắt giữ Vũ Tiến Long khi đối tượng đang đi chơi game tại một quán game ở tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung, thu giữ hai điện thoại di động trị giá khoảng 7 triệu đồng của vợ chồng ông Ca và bà Ca, và một dao bấm dạng gấp là các tang vật của vụ án trên. Tại cơ quan công an, Vũ Tiến Long khai nhận do nghiện game, cần có tiền tiêu xài nên Long đã ở ngôi nhà hoang gần nhà ông N và bà Ca để chờ cơ hội đột nhập trộm cắp. Khoảng 4 giờ sáng ngày 7 tháng 10, Long mang theo một dao bấm đi từ ngôi nhà hoang cách nhà hai nạn nhân khoảng 15 mét rồi treo tường rào đột nhập vào khu bếp để lục soát kiếm đồ có giá trị để trộm cắp. Nghe tiếng chó sủa, ông Ca và bà L từ trong nhà chạy ra sân thì bắt gặp Long bỏ chạy nên định bắt giữ đối tượng. Long đã dùng chiếc dao bấm đâm nhiều nhát vào người ông N, bà Ca, khiến hai người chết ngay tại sân. Sau đó Long vào nhà của hai nạn nhân lục soát, lấy đi hai chiếc điện thoại di động rồi trở lại ngôi nhà hoang cất giấu con dao gây án và đi lên thị trấn Hà Trung tiếp tục chơi game. Được biết Vũ Tiến Long là đối tượng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, nghiện game nặng, bỏ học từ năm 2015 và thường xuyên nêu lỏng lang thang trộm cắp vặt để lấy tiền chơi game. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra xử lý nghiêm theo đúng quy luật định của pháp luật. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.